Ngày 24 tháng 6, sau khi có kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, kết luận về mẫu bệnh phẩm của nữ du khách người Nga 24 tuổi do Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến. Sở Y tế Lâm Đồng đã chính thức thông báo nữ du khách người Nga này âm tính với hội chứng viêm đường hô hấp cấp do virus corona MERS-CoV. Trước đó vào 9 giờ ngày 23 tháng 6, khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận một bệnh nhân là du khách Nga đến Lâm Đồng du lịch với biểu hiện sốt, ho, nghi nhiễm bệnh hô hấp vùng Trung Đông MERS-CoV. Bệnh nhân Christina, 24 tuổi và bạn trai rời Nga vào ngày 20 tháng 6 và quá cảnh tại sân bay Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 1 tiếng đồng hồ. Sau đó tiếp tục quá cảnh tại sân bay Thái Lan 6 tiếng đồng hồ trước khi đến Đà Lạt vào ngày 22 tháng 6. Du khách này đã đến khám tại Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Lạt. Sau khi khai thác các thông tin về lịch trình của hai du khách, Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Lạt đã liên hệ với Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và chuyển bệnh nhân đến khoa truyền nhiễm. Sau khi được điều trị bằng thuốc hạ sốt, kháng sinh và vitamin, sức khỏe bệnh nhân đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo phòng dịch, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Lâm Đồng đã lấy mẫu xét nghiệm gửi về Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và đến nay đã cho kết quả chính thức là nữ du khách người Nga này không nhiễm hội chứng viêm đường hô hấp cấp do virus corona MERS-CoV. Kết quả của cái Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh mới trả lời, mới là thông báo qua điện thoại thôi. Thì cái trường hợp mà nữ du khách người Nga được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng gửi cái mẫu bệnh phẩm từ ngày hôm qua, thì đến hôm nay theo cái kết quả trả lời của là Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh qua điện thoại thì kết quả xét nghiệm là âm tính. Còn cái kết quả trả lời bằng chính thức bằng văn bản thì chưa 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 đến kịp. Điều này khẳng định điều gì ạ? Điều này khẳng định rằng thì trước mắt là bệnh nhân này là không không có nhiễm cái MERS-CoV. Và như vậy thì cũng là một cái vui mừng là chúng ta là không không phải lo ngại là có một trường hợp nhiễm COVID trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Có thể nói đây thực sự là thông tin vui của tỉnh Lâm Đồng. Qua sự việc này cho thấy, ngành y tế Lâm Đồng đã và đang hết sức chủ động áp dụng đúng các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế và cũng là một kinh nghiệm tốt cho ngành y tế Lâm Đồng trong xử lý tình huống khi dịch bệnh xảy ra.